5 cách nhanh nhất để quên đi một người chúng ta đã quá yêu. Đôi lúc, việc quên đi một người và tiếp tục cuộc sống bình yên mới là những điều người đàn ông tìm kiếm. Tất nhiên, tinh thần chung của anh em mình vẫn là cố gắng chinh phục và đồng hành cùng cô ấy trên những chặng đường tiếp theo. Nhưng cuộc sống mà khi đã xác định đến với nhau là điều không thể thì rõ ràng học cách quên đi một người là cần thiết. Đôi khi chấp nhận một mối tình dang dở cũng có thể xem là bản lĩnh. Đọc tiếp, đàn ông bản lĩnh là học cách chấp nhận một mối tình dang dở. Để xem tôi có gì cho mấy ông. 1. Đừng đi qua những nơi có nhiều kỷ niệm. Nếu xét riêng về khả năng gợi nhắc những điều cũ kỹ thì một con đường làm tốt hơn một món quà nhiều, thề với anh em. Nó gợi cho chúng ta rất nhiều hình dung và để quên đi những hình dung đó không cách nào hơn là tránh xa nó ra. Thông thường chúng ta sẽ cho xe tạt ngang những nơi đó, có thể theo thói quen, cũng có thể là tự nhiên trái tim muốn vậy. Đừng nuông chiều nó, không phải chỉ có một đường đi duy nhất, cô ấy cũng không phải là người duy nhất. 2. Hãy gặp gỡ bạn bè, miễn là người đó không biết chuyện của hai người. Để quên đi một người, rất nhiều anh em chọn cách tụ hội bạn bè, có thể là cà phê, có thể là nhậu, mục đích sau cùng vẫn là sự khuây khỏa. Cái sai ở đây là nhiều ông lại đâm đầu vào gọi mấy thằng bạn chí cốt đã quá hiểu chuyện tình của mình, câu đầu tiên chúng nó hỏi sẽ là, mày với nó sao rồi? Nên xem, 3 bài học lớn nhất mà người yêu cũ đã dạy cho tôi. Muốn quên mà thế này thì khổ thân. Một người đàn ông có rất nhiều mối quan hệ quanh mình, đây là lúc tìm đến những người đó và tự kéo mình ra khỏi tình trạng này. Tùy mỗi độ tuổi mà chúng ta thất tình theo những cách rất khác nhau, đọc tiếp, đàn ông 17 và đàn ông 25 thất tình theo những cách rất khác nhau. Đừng để bóng dáng cô ấy len lỏi vào những câu chuyện. 3. Khi phân vân có nên liên lạc với cô ấy hay không, câu trả lời là không. Nhiều anh em khi muốn quên một ai đó hay có kiểu chặn hết các đầu mối liên lạc từ điện thoại đến Zalo, Facebook. Tôi không thích như vậy, thứ nhất là nó không hay ở phương diện của một người đàn ông, thứ hai là nó không chứng minh sự tự chủ của bản thân. Cảm giác phân vân sẽ xuất hiện liên tục, kiểu nhắn một tin cũng là bình thường, gọi một cuộc rồi không gọi nữa cũng được. Nhớ rằng, câu trả lời lúc nào cũng nên là không, chỉ cần bản thân còn muốn giữ mối quan hệ, có chặn bao nhiêu thứ cũng không đủ. 4. Mở lòng, tìm kiếm mối quan hệ mới. Thật ra tôi không nói đàn ông dễ dãi, tôi biết có rất nhiều chiến hữu không chấp nhận thêm hình bóng của một người nào nữa ngoài cô ấy, nhưng điều đó không nên. Sau tất cả chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống cá nhân và dành sự quan tâm của mình cho một người khác là cách rất hay để quên đi người cũ. Đừng nhầm lẫn với sự tán tỉnh, tôi chỉ muốn các ông giao thiệp nhiều hơn với các cô gái, cho bản thân mình bớt đi sự tiêu cực và hiểu rằng vẫn còn nhiều bóng hồng tuyệt vời ngoài kia. Ngoài ra, hãy tiếp xúc với những kiểu phụ nữ thật sự mới, khác xa với mối tình mình vừa bước qua, như đã nói ở trên, đừng để hình bóng cô ấy len lỏi thêm nữa. Nên xem, 7 điều cần làm để nhanh chóng quên người yêu cũ. 5. Dù chuyện gì đã xảy ra, đừng nuôi hận thù. Đây là câu chuyện của những người vì nhiều lý do mà không đến được với nhau, vốn chẳng liên quan gì đến việc gieo lại trong đầu nhau tư tưởng hận thù. Những gì đã xảy ra trong một mối quan hệ, sẽ vĩnh viễn ở lại trong mối quan hệ đó. Học cách quên một người đồng nghĩa với việc tôn trọng quyết định của nhau và chúc cô ấy hạnh phúc trên con đường phía trước.